đang được thức buổi sáng, yêu cầu tất cả các bạn nhân viên về. Tất cả các bạn nhân viên về đây, một bài ra. Nhân chóng, di chuyển đến sân, làm một sân sinh vật và tập thể dục buổi sáng. Tất cả các bạn nhân viên về đây. Các lực lượng trực nhà đã nhanh chí chóng di chuyển đến sân nhà để làm nhiệm vụ. Cứu tôi Tài ơi, chết tôi Tài ơi. You're something, baby. You're something.
Xin chào, mình là Minh Trang từ đại đội 1 tiểu đội 7. Mình là Đăng Thanh, mình đại đội 1 tiểu đội 6. Tên là Trần Vũ Đan, mình đến từ đại đội 1 tiểu đội 9. Mình là Lữ Thúy Minh thì mình thuộc tiểu đội 8 của đại đội 1. Hơi bỡ ngỡ nhưng mà mình là chị. Nói chung là mình cũng cảm thấy hồi hộp, mình cảm thấy rất là vội vã tại vì mình đi trễ tới 15 phút lận. Rất là khác luôn, tại vì kiểu như là trong cơ sở thì sẽ có giờ giấc. Thấy nó cũng khác bên ngoài. Cuộc sống ở trong này và ở bên ngoài thì khá là khác biệt. Đặc biệt là cái giờ mà mình thức dậy ở trong này thì nó giống giờ mình bắt đầu đi ngủ bên ngoài. Giờ mình bắt đầu đi ngủ bên ngoài. Và nói chung là dễ, cũng dễ mất thời gian thôi, nhưng mà không sao, tại vì là mình gấp một lần và xài một tháng. Mình thấy nó là một trải nghiệm khá là thú vị và mọi người nên trải nghiệm nó chỉ một lần trong đời. Chắc là lần đi hành quân á. Ở nhà thì mình cũng không có đi tập thể dục gì nhiều á. Một buổi tối đẹp trời là cả tiểu đội mình phải trải nghiệm một cái việc đó là nghẹt hai cái bồn. Mình muốn nhắn nhủ là trong đây mọi thứ rất là đầy đủ và nó là một trải nghiệm khá là đáng nhớ nên có trong một đời sinh viên. Mình hy vọng là các bạn sẽ chuẩn bị một tinh thần thép và hỏi như anh chị khóa trước về những cái món đồ dùng mà mình cần phải chuẩn bị trước khi đi quân sự. Khi vào đây thì đem đồ vừa đủ thôi, đừng có đem nhiều quá, mình không có chỗ để. Với lại mỗi lần thu dọn rất là khó khăn. Nói chung thì mấy em nên đem cái bọc thau cống nhiều tí nha.